Dạ thưa quý các bạn, thì sáng hôm nay Vũ Chiến qua anh Chí sớm luôn, khoảng giờ khoảng chưa được 6 giờ nữa. Đó. Hồi nãy Vũ Chiến có gọi cho anh Chí mà gọi không được, anh Chí nói là cái điện thoại hư rồi. Cái điện thoại nó bị đi pin anh. Đúng rồi, anh đi pin quá trời cho nên là tới sáng bét mới bắt. Bây giờ mình mua pin khác đi, mà hỏi mua cho anh cục pin khác à. Cái Nhưng mà mà phải nhìn cái hiệu điện thoại gì mới được. Sơn ở đâu? Hiểu gì? Thôi cái đó để hồi tính sau đi. À, cái gì cái dịch kêu dữ hả? Việt theo tại mà ông Quỳnh ở trong ấy nhỏ nhóc đó nó bị Ừ. thương, giờ lớn lên nó đi hệ thống. Ừ. Sáng ngày thì anh Chí là làm nhiệm vụ là cho dịch đồ ăn. Mình qua mình thấy ảnh đang cho dịch đồ ăn. Em nó kẹt cái giò rồi, kẹt cái giò vô cái rồi. Không, kẹt cái chân phải không? Tổng cộng bao nhiêu em? Em 7 em. đấy, đâu 8 ở ngoài 5 với đây 3. À, gà này là của người ta là ở hàng xóm lại chứ không phải của anh. Bây giờ sáng sớm em qua đây thì em báo cho anh một tin vui nè. Có cái chị ở bên nước ngoài, chị Phương mà gửi gửi về cho anh những cái tiền mà làm là mua mua tủ rồi đó. Bữa nay chị tiếp tục gửi về cho anh những cái vật dụng cá nhân hàng ngày để anh gọi là mặc rồi sử dụng. Mình vô tắm điểm đi, nãy vô chiến chạy tắm điểm sẵn cho anh nè, với Cảm kêu anh ơn. Chí rửa chân đồ cho nó sạch, đừng mình có gì mình thử đồ cho nó sạch chứ để nó dơ đồ đồ mới. Thấy chưa, lau chân chưa? Đây anh em ngồi xuống đi Cảm ơn chứ. nè, đây đồ cao gâu nè, cạo luôn đi, Quá. cạo luôn đi, Mở ra sao? Mình chết đây. Chắc xé đại hay gì á. Nó có cái nó mở mà. Nó Cũng quá. nó chỗ anh Chí sáng ngày mũi đen quá, mũi cỏ ổ mũi mà. xé bị dưới anh Chí, bị dưới đây nè, mọc những cái ra gì. Nói về chưa từng sáng này bị dán nước mới trắng luôn, chừng hư răng ạ. Hư răng này chuyện hơi răng cái nó đây nè, nó có cái gì lỗ đây nè, chỗ này nè. À, người ta kêu lấy cái kéo cắt nè, có kéo đây có không, có đủ đồ chơi luôn hả? Đủ đồ này đi công tác xã hội mà. À trời ơi, đây nè, người ta có dấu nè, kéo nó, ta chỉ kéo cắt á. Rồi anh vô ngồi đi. Đầu phủ chích đen mũi đen ngoài. Dạ. Rồi. Wow. Nè, nó có cái dao thay nha anh. Cái này là cái mới nè. Bật ra, gỡ ra, gỡ này ra. Kéo xuống, kéo xuống. Kéo xuống. Rồi. Cạo luôn coi. Cạo luôn, cạo luôn. Ừ. Có đất gì đâu. Đứt sông không trời. Trời ơi, đứt cỡ đó gì mà không. Lại hồn. Rồi ok, bén không? Bén là hỏi là đẹp không á, là cạo râu lên là bén á, là đẹp trai á. Anh biết đâu. Nó anh đứt tại vì anh biết sao, nãy còn cái cọng râu anh dài quá cái để vô nó bị sóc cái lưỡi á. Nó không ăn ha. Ừ, nó. Trời, lấy lưỡi độn độn nữa ta. Chơi bài bản dữ ha. Đồng ra cho nghe trong cái hôi đó nó lòi ra xong mình cạo. Ừ. Quá êm. Chưa, cái hàm dưới còn câu nhiều nè. Gỡ cái lưỡi ra đi. Nó. Rồi, gắn lại, gắn lại. Chọc vô. Rồi. Chọc nữa đi. Nhẹ nhẹ anh. Nó có cái khớp. Ngược. Được đấy, được anh chọt chưa vừa anh làm gì hư banh luôn giờ.
Dằn ba lá trên này. Được, con này im quá. Nè. Giờ nó cầm nó cạo. Được rồi. Cạo với cái hàm coi. Đó. Im chưa? Nó đâu có đứt. Nó đâu có đứt cái da mình. Đó, lăn lót liền rồi, đẹp trai bà cố ông nội ơi. Chỗ này còn nè. Chỗ này nè. Để gâu không phải là già, để gâu cho biết đàn bà với đàn ông. Rồi. Để gâu đâu phải là về, để gâu cho biết cách chê cái dầu. Rồi, một cái gạo gâu. Rồi bỏ vô hộp bên ngoài ngang. Đây nắp lại anh. Có nắp đó. Cái nắp đỏ, cái nắp nãy kìa, kìa, cái này bỏ đi. Nó chùm nó vô. Chùm nó vô. Rồi, ok. Đây. Thứ hai. Cái bóp mở ra. Hoa xếp. Hả? Cái này là cái hoa hoa rết. Hoa rết người ta đọc là hoa ông nội ơi, hoa rết đồng hồ hoa rết không biết nè. Wow. Wow. Rồi sang qua luôn đi. Sang cái bóp kia qua luôn đi. Rồi bóp này để dành đi, chừng nào cái này hư rồi mấy xịn anh quá hả? Xịn quá, xịn quá. Xịn. Nè. Cái này cái chai thuốc mà anh sợ anh sức có khi bị anh đi làm từ thiện đó nó bị đứt chai đứt chân rồi đó. Cái này là cái để vô tủ, để vô cái chân tủ á. Chân tủ. Ờ, chia kê lên á nè. Cái này là cái này mới VIP nè. Cái này là cái ốt lê gì á? Cái ốt lê gì đó, mở ra đi. Ốt lê đó, trời nói tiếng Anh tiếng Pháp gì không nội. Cái đó là cái bóp của anh quải vô người á. Quải vô coi. Vậy đó sao mà ai giật được anh? Tay cái kia đi, tay cái cục này đi. Cái này xả ra được anh chứ. Lấy kéo cắt đừng ấy nữa, đừng cái gì. Nó còn tăng đưa ra dày ra được nè. Ừ, nó đây nè, thu này ra lại dài ra nè. Nè đi qua vậy ta. Hả? Anh Vịnh chắc em coi, kéo lên đây nó. Rồi chồng vô cái nữa có vừa chưa? Đừng có gì tăng đưa nữa. Quải ngang bụng á, đứng vậy coi. Anh mở cái này của anh ra coi. Quải ngang bụng hoặc là quải chéo cũng được nữa. Trời ơi, cái gì mà kim phòng quá trời luôn rồi. Cho nó chắc thì công tác nó không rớt. Vâng, cái này là cái cứng cừ nè, anh đứng vậy coi. Đeo ngang bụng á. Ngang này ha. Ừ. Nè, để lần trước đi cho thấy đường đứng gắn vô. Vừa chưa? Không vừa là mình tăng đưa cộng dây đó nó có tăng đưa được. Ồ. Quá vừa rồi. Hả? Rồi để thoại đi vô đó là cứng cừ phải không? Dây sao nó giật anh được? Đúng rồi. Nè, anh này nó tăng đưa nè anh. Nè, tăng đưa này nè. Ra này, vô ra, ha. Nè, vô ra là cái nắm dây này kéo ra anh hả? Vậy lại siết vô nè nha. Rồi, cho siết vô miếng đi hay lỏng rồi. Lỏng ha. Rồi. Đưa nó ra trước đi, mình gài vô cái cho thấy đường đi rồi bắt đầu mình xây nó ra làm sao. Đây nè, anh để vô đi. Anh kéo con dây này qua đây kìa. Đây nè, nó cho mình thấy đường cái. Rồi. Đưa ra sao hơi. Hơi chặt nữa phải không? Hơi rộng phải không? Hơi rộng chút nữa. Khoan để em siết vô anh nữa. Cái này mới đại gia đeo đi chơi mà. Cái này đi công tác sao phải có. Được chưa? Rồi. À, điện thoại đồ bỏ vô chưa? Rồi, ngồi đó đi. Trời ơi, mũi nó chích gì, chiến quá trời luôn. Đây anh, để sang qua luôn đi. Còn gì đó, có gì đó không? Pin, hai cục này. Hai cục pin không chứ đâu có gì đâu mà quý giá hả? Đúng rồi. Mà hồi bóp rồi anh bỏ nó luôn anh chứ. Anh bỏ luôn trong đó luôn đi nó không có hư. Không, nhưng mà sao nó dễ rớt lắm, bóp làm chịch cái là nó rớt lên. Rớt gì trong đó nó có cái phòng tia nó kéo lại mà rớt gì trời. Chắc đây mà, nè. Nhưng mà em lại sợ em quên á. Nè. Mình xây mình quên. Khăn. Khăn. Khăn đó khăn tắm nha. À. Khăn lau mặt nè anh. Là cái mặt đâu lao cái vừa không đưa vô cái mặt cái vừa không lấy cái kéo anh cái kéo rồi cái đó cái mặt
Rồi, im quá anh chị ơi, đây nè. Đây nè, đây cũng còn khăn qua mặt nữa nha, còn khăn tắm nữa nha. Anh lấy một cái ra anh xài thôi nha anh chị. Đây nữa nè. Nhiều lắm, anh lấy một cái ra anh xài thôi nha anh chị. Còn cái nào không ấy thì mình bỏ vô tủ nha. Để nó ấy. Cái gì khoái cái đó rồi. Nè, bỏ cái rồi cởi đó đi anh chị ơi, thử quần áo cái. Thì mình biết đâu với không có để thử đó. cho chị Phương chỉ coi vừa không, đừng lần sau chỉ có gửi nữa cho nó chính xác. Để hồi em thu con dây nó vô cho anh tí nữa nè. Rồi đứng dậy đi, nè quất cái quần vô trước coi, quần nó có dưng lưng gút, quần này chắc mặc đi em nó cứ dở quá hả. Vậy là cái này giờ nghèo quá rồi, có con nào dòm ngó. Nghèo quá không có con nào dòm ngó hả? Nhưng mà nào có tiền có bạc giàu sang á, nó dòm. Mấy cái đồ này anh đừng có mặc đi 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 công tác từ thiện nhanh anh Chí, để mình có đi chơi hay đi làm gì mặc trồ rồi. Cởi cháo qua luôn không? Ồ rồi kìa. Bụng sáu múi luôn ta, giữ ta, lực. Lực giữ ta. Bụng hồi ngày xưa sáu múi giờ tập gym biết sao giờ còn có múi mà bạn. Ai biết không? Để đi công tác sao ngày. Tại cái nốt hả? Ừ. Nó có con dây rút nè anh, nè con dây này nè, nó anh siết vô, quần quá trời đẹp rồi, vừa, rồi cái áo ok không? Rồi, tiếp tục đi, tiếp tục thử sẵn đó thử áo luôn đi, này móc khóa nè chứ cái đồ bấm móng tay nè chứ, đồ bấm móng tay, à. Đẹp quá, nè áo thun nè. Đúng rồi. Áo này giờ đang mang tủ đi. Mang thử anh thử cái thử coi. Nè thử cái màu đen đẹp mà. Ồ nhiều mã quá. Nên chung là mới già. Một cái áo. Nè, một cái áo thun, hai cái áo thun. Ba cái áo thun, bốn cái áo thun. Bốn cái áo thun với ba cái quần với một áo sơ mi. Wow. Wow. Anh chơi cái quần jean này vô anh Chí, hồi nãy cái quần đó quần kaki, quần này quần jean nè. À. Chị Phương chỉ mua cho anh cái quần ống túm túm không nó mặc nó khỏe. Chào bác, đi đâu sớm vậy bác? Đi lên tiếp nhà. Dạ, hồ các tổng môn hả? Dạ. Dạ. Đồ của mấy chị gửi về cho anh Chí. Dạ. Nhưng mà anh mấy quần này anh đừng có mặc đi trọc bắp chuối đâu nghe anh Chí, nó hư ủng nha. Để vô tủ đi rồi mình đi có đi đám đi tiệc đi chơi ha mặc. Dạ. Đi chơi gì là quý lắm, mình gắng gìn giữ chứ. Dạ, bác nói là cho quý lắm gắng gìn giữ. Dạ. Dạ. Wow. Đứng xích vô, đứng ở ngoài đó, giơ kéo cái ống lên coi. Cái ống mình đó. Đó. Rồi bỏ áo quần luôn coi, bỏ áo vô quần luôn đó. Thử coi tình hình sao. Rồi cột con dây lại coi. Rồi khoác cái áo này ngoài coi. Đâu có, mình mặc áo khoác, cái này gọi là áo khoác. Khoác anh nó coi mấy bộ phim Hồng Kông không? Đó. Nó vậy là nó khoác vô không vậy đó, nó không có gài nút luôn. Sửa cổ áo rồi coi. Trời, làm duyên làm dáng ơi, tạo mẫu rồi cái ơi. Cái nữa bên đây, nghiêng lại. Cảm ơn. Em đẹp thiệt anh. Vừa hết hả anh? Quá vừa luôn. Rồi mấy cái khăn tắm nè, mấy khăn tắm thì anh cái nào xài anh để cái thôi, còn cái nào không xài thì mình để vô tủ. Dạ thưa với các bạn, thì hôm nay Vũ Chiến qua đây để trao những cái phần quà của chị Phương cho anh Chí. Thì nó rất là vừa nha, vừa đẹp nữa. Vừa mà đẹp luôn. Dạ. Quá ngon. Quá ngon. Quá đẹp anh Chí ơi. Cất vô tủ máng móc vô móc đàng hoàng nha anh. Rồi. Máng cho lên trên cây ngang ở trong tủ. À. Rồi sao đừng từ từ cởi ra từ từ cởi ra từ từ cởi ra. Rồi.
đâu anh thử cho nãy em thấy có cái áo thun đẹp quá, áo thun màu này đẹp này. Đâu anh mặc cái áo màu sáng sáng này thử anh chứ. Nó chứ áo thun dễ mặc ha, nó thấy nó vậy chứ mặc vô lại vừa. Mà em bạn áo thường có cái túi. À đừng, ủa, bữa nay bụng mấy có bầu mấy mấy tháng rồi bự quá. Có bầu mười mấy hai ba ngày nay. Rồi, dạ thưa chị các bạn, thì hôm sáng sớm hôm nay thì Vũ Chiến đem đồ của chị Phương gửi cho anh Chí. Thì Vũ Chiến cảm ơn chị Phương rất nhiều. Anh Chí có cảm ơn chị Phương em không? Cũng rất là cảm ơn chị Phương đã tài trợ cho em mấy đồ dụng này để em bận tới lui đi công tác sau. Rất là cảm ơn chị. Rồi, chúc chị gặp nhiều may mắn nha. Mà nấu cơm ăn phải chắc nước cơm sôi bỏ nha chị cái nước. Ông nội ở nước ngoài người ta ăn gạo không phải như Việt Nam mà đâu chắc nước cơm. Không mà nước ngoài cũng ăn gạo trong việc mình. Nhưng mà gạo ra. Nhưng mà gạo người ta có kiểm nghiệm đàng hoàng ông ơi. Kiểm nghiệm nhưng mà cái thuốc xu phí thuốc ốc của Mỹ trong hộp gạo á nấu nở là nó ra nước thuốc phải chắc bỏ đi ăn nhiều mới qua Covid 19 là nguy hiểm lắm nghe chị. Rồi. Thôi dạ thưa vậy các bạn thì anh Chí cũng đã có những lời cảm ơn tới chị Phương rất nhiều, tặng cho anh Chí đồ nhiều quá luôn đây nè. Thôi dạ thưa vậy các bạn thì video Vũ Chiến đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại quý vị các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye anh Chí nha. Chị Mai Phương. Dạ.